Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam, và trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xúc tiến mở thêm tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng do lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam tăng cao. Nhiều gia đình người Việt hào hứng tham gia vào triển lãm lớn nhất mùa hè được tổ chức tại thành phố Toronto, Canada. Trong tiểu mục chân dung người Việt tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ biên đạo múa Bùi Ngọc Quân, nghệ sĩ Việt Kiều tỏa sáng tại châu Âu. Thưa quý vị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc ngày 20 tháng 8 dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, do lượng khách Hàn Quốc du lịch tới Đà Nẵng tăng vọt, Bộ này đang xem xét việc mở tổng lãnh sự quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang gấp rút thảo luận vấn đề trên với các cơ quan phụ trách về ngân sách và hành chính. Nếu các bước thành lập tổng lãnh sự quán như ngân sách, nhân lực, lựa chọn địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất được xúc tiến theo kế hoạch, thì tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng có thể được mở vào nửa cuối năm sau. Theo cơ quan du lịch Hàn Quốc, trong năm ngoái đã có hơn 2,4 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam, tăng vọt so với năm trước. Vào tối ngày 19 tháng 8 vừa qua, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Séc đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023, với nhiệm vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, duy trì và bảo tồn văn hóa dân tộc, thúc đẩy quá trình hội nhập của người Việt vào nước sở tại và chung lòng hướng về quê hương đất nước. Được thành lập sớm nhất tại Séc, đến nay gần 3.000 người con Hội đồng Hương Hưng Yên đã trở thành bộ phận quan trọng của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc. Thông qua các đợt quyên góp từ thiện hàng năm, bà con Hưng Yên đã tích cực ủng hộ giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở nơi quê nhà. Đặc biệt, đây là hội đầu tiên tại Séc vận động bà con quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng khó khăn tại quê hương. Đến nay đã có 12 căn nhà được trao cho các đối tượng cần giúp đỡ. Tại đại hội, ban tổ chức đã trao bằng khen của tỉnh Hưng Yên cho các cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng quê hương và giấy khen của Hội đồng Hương Hưng Yên cho các cháu có thành tích cao trong học tập và tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng. Cũng trong tối ngày 19 tháng 8 tại Budapest, Hungary, trại hè thanh niên sinh viên Việt Nam toàn châu Âu lần thứ tư Duna Camp 2018 đã kết thúc với một lễ bế mạc nhiều cảm xúc. Điểm nhấn của lễ bế mạc này là phần thi tìm kiếm tài năng với sự tham gia của 8 đội. Các đội thi đã thỏa sức thể hiện sự sáng tạo, nhiệt tình nhưng cũng không kém phần sâu sắc của tuổi trẻ qua các chủ đề thiết thực, gần gũi như chảy máu chất xám, bất bình đẳng giới. Trong 3 ngày diễn ra trại hè, hơn 150 thanh niên sinh viên Việt Nam từ 19 nước châu Âu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như tìm hiểu về Hungary và thành phố Budapest, tham quan triển lãm Tổ quốc giữa trùng khơi, dự hội thảo chuyên đề về chủ quyền biển đảo. Trại hè thanh niên sinh viên Việt Nam toàn châu Âu năm 2019 sẽ được tổ chức tại Hà Lan. Cuối tuần qua, triển lãm mùa hè lớn nhất tại thành phố Toronto, Canada, gọi tắt là CNE, đã diễn ra. Triển lãm thu hút nhiều du khách đến tham quan và vui chơi, trong đó có rất nhiều gia đình người Việt cũng đưa con em của mình đến để vui hè trong dịp này. Triển lãm toàn Canada là sự kiện thường niên được mọi người mong chờ nhất mỗi dịp cuối hè, vì triển lãm chỉ mở cửa một năm một lần trong 2 tuần để các gia đình, đặc biệt là các em nhỏ, vui chơi trước khi vào năm học mới. Triển lãm hấp dẫn với các màn diễu hành đẹp mắt, nhiều gian hàng thực phẩm, quà lưu niệm, đặc biệt là khu trò chơi dành cho trẻ em. Các gia đình người Việt tại thành phố Toronto cũng không thể bỏ lỡ dịp này để đưa gia đình và con em mình đến hòa chung không khí cuối hè tại triển lãm. Vì ở đây nó có rất là nhiều trò chơi cho gia đình, giống như cho cả con nít, cả em bé và cũng cả người lớn nữa. Cho nên rất là thích thú. Giống như vô trong đây mình cũng cảm thấy là rất là thoải mái. Tại vì ở trong đây mỗi lần mà mình vô trong đây mình sẽ gặp rất là đông người Việt. Người Việt cũng thường hay dẫn con cái tới đây chơi. Con đi CNE thì con thấy là có nhiều đồ chơi thì con rất thấy vui. Đây không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cơ hội để người Việt tại Toronto hòa nhập với cuộc sống nước sở tại và kết nối với nhau. Dự kiến triển lãm toàn Canada sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Trong khuôn khổ giải khiêu vũ thể thao Đức mở rộng 2018 diễn ra vừa qua tại thành phố Stuttgart, Cộng hòa Liên bang Đức, các vận động viên Việt Nam đã tham gia thi đấu và để lại ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo cũng như khán giả nước chủ nhà. Phản ánh của cộng tác viên VTV4.
Tại vòng chung kết diễn ra tại Đức, cặp đôi vận động viên Trịnh Hoàng Khải và Phạm Phương Anh đến từ Hà Nội đã đạt thành tích cao trong các nội dung thi đấu khác nhau như GOC Adan Latin, GOC Adan Rising Star Latin và lọt sâu vào vòng thi đấu nội dung Grand Slam Latin. Để có được thành tích này, ngoài những nỗ lực của bản thân các vận động viên, Hoàng Khải và Phương Anh cũng đã nhận được sự hỗ trợ quan trọng của cộng đồng người Việt tại Đức. Sau khi đến Đức để thi đấu, đã gặp rất là nhiều khó khăn về chỗ ở cũng như là di chuyển. Chúng mình đã được gặp gia đình của cô chú người Việt Nam đã rất nhiệt tình giúp đỡ bọn mình trong ăn ở như là đi lại, giảm bớt được khó khăn khi đến đây. Tuy chưa vươn tới vị trí đầu bảng, nhưng bài trình diễn của cặp đôi Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả, phần nào khẳng định được vị trí của Việt Nam trên bản đồ khiêu vũ thể thao quốc tế. Tổ chức lần đầu tiên vào năm 1987, giải khiêu vũ thể thao Đức mở rộng German Open Championship GOC đến nay là giải đấu có quy mô và tầm cỡ lớn trên thế giới. Giải đấu thu hút hơn 5.000 cặp đôi tham gia đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thưa quý vị, sự trở về của những nghệ sĩ Việt hoạt động nghệ thuật tại nước ngoài đã và đang đem tới làn gió mới cho nghệ thuật trong nước. Đáy mắt và múa đương đại được kết hợp giữa biên đạo múa kiều bào Pháp Bùi Ngọc Quân, thành viên của đoàn múa ballet đương đại của Bỉ Le Ballet C'est de la B và nhạc sĩ người Việt tại Đan Mạch Chí Minh cùng những diễn viên của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam đã đem tới cho công chúng cách tiếp cận mới về nghệ thuật múa đương đại. Buổi diễn mở màn đã ra mắt khán giả thủ đô vào ngày 19 tháng 8 tại nhà hát lớn Hà Nội. Ý tưởng của vở múa bắt nguồn từ sự choáng ngợp khi thấy sự lộn xộn trên đường phố Hà Nội của một kiều bào bước chân ra khỏi sân bay sau nhiều năm trở về. Chính sự chắt lọc từ thực tế cuộc sống đã đem lại nhiều không gian cho trí tưởng tượng trong mỗi tác phẩm của biên đạo múa Bùi Ngọc Quân. Qua đó, khán giả có thể tự sắp xếp thông tin và có một kịch bản về tác phẩm cho riêng mình. Với tôi thì cảm xúc rất là mãnh liệt. Tôi nhìn thấy ở đấy nhiều cái hình ảnh và những cái suy nghĩ đối với cả những cái người phụ nữ của Việt Nam. Anh Quân thì anh ấy mang một cái hơi hướng, hơi thở mới của nghệ thuật đương đại thế giới và đưa về Việt Nam và dàn dựng thành một vở hoàn chỉnh. Trở về từ Đan Mạch, nhạc sĩ Chí Minh cũng đã dành thời gian hơn một năm để sáng tác âm nhạc cho tác phẩm Đáy Mắt. Âm nhạc với tiết tấu nhanh, hiện đại, biến đổi và ảo diệu được biểu diễn trực tiếp trên sân khấu đã khiến khán giả chìm đắm trong nhiều cung bậc cảm xúc, tạo thêm một điểm nhấn cho sự độc đáo, mới lạ của vở diễn. Âm nhạc sẽ được trình diễn sống mà là nhạc sẽ là một phần của cái biểu diễn, đó là tương tác với các động tác của nghệ sĩ biểu diễn. Bởi vì như vậy thì nó sẽ sống động hơn. Đây là một trong những nét rất là mới của âm nhạc và múa đương đại thế giới. Nghệ thuật vốn sinh ra là để cảm nhận. Cảm xúc nghệ thuật khó đánh giá một cách định tính, nhưng nó có thể đánh giá bằng trái tim và trí tưởng tượng. Với mục tiêu là lấy nguồn cảm hứng từ cuộc sống thường ngày, để công chúng không am hiểu về văn hóa nghệ thuật cũng có thể cảm nhận được. Biên đạo múa Bùi Ngọc Quân đã và đang đem nghệ thuật múa đương đại tới gần hơn với khán giả nước nhà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây cũng là lần thứ hai biên đạo múa Bùi Ngọc Quân tái ngộ khán giả trong nước. Có thể thấy mỗi chuyến trở về lại đánh dấu thêm một thành công trên chặng đường sự nghiệp của anh, cũng như tâm huyết đóng góp cho nền nghệ thuật múa nước nhà. Bùi Ngọc Quân đã trụ vững trên sân khấu quốc tế hơn 20 năm qua, cũng như phụ trách giảng dạy và đào tạo cho các đoàn múa đương đại chuyên nghiệp tại châu Âu. Hãy cùng phóng viên VTV4 trò chuyện với biên đạo múa trẻ tài năng này. Cảm ơn anh đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VTV4. Thưa anh, với những nghệ sĩ đề cao tính sáng tạo thì thường không thích bị áp đặt, nhưng là một người nghệ sĩ gốc Việt thì chắc hẳn là gốc gác cội nguồn cũng như là bản sắc văn hóa Việt thì vẫn thấp thoáng trong những tác phẩm của anh. Vậy điều đó đã được thể hiện như thế nào qua những tác phẩm của anh khi biểu diễn tại quê nhà? Lần trước tôi có làm Mái Nhà thì và lần này Đáy Mắt thì tôi luôn luôn chọn những cái chất Việt Nam, có cái chất đương thời. Như Mái Nhà tôi chọn ví dụ có tiếng loa phường hoặc là có những cái mái nhà. Còn lần này thì tôi sẽ chọn cái chất Việt Nam ấy thì nó có trừu tượng hơn và nó xa hơn và có thể nó sâu hơn. Mọi người có thể cảm giác là có nhìn thấy hoặc là cảm nhận được vì thị giác hoặc âm nhạc về có thể là một tí tôn giáo, có thể là một cái gì rất thường ngày, rất là bình thường mọi người không để ý nữa như bộ quần áo chống nắng. Nó cũng tạo ra các câu hỏi cho người xem
cái thông tin dữ liệu xung quanh giá trị như thế nào. Sau 20 năm và bây giờ tôi nghĩ là tôi đủ khả năng, bây giờ tôi mới cảm thấy đủ khả năng để phát triển cái chất Việt Nam trong cái trải nghiệm 20 năm tại châu Âu, và bây giờ tôi tự tin hơn về cái việc đó. Với anh thì bản sắc nằm ở con người. Vậy bản sắc của biên đạo múa Ngọc Quân là gì khi anh đã sống trọn và thành công với đam mê của mình? Và đặc biệt là trong một cái lĩnh vực mà rất ít người Việt có thể thành công ở nước ngoài như là với nghệ thuật múa đương đại ạ? Tôi có hai cách tiếp cận văn hóa khác nhau. Nhưng không có nghĩa là cái cách tiếp cận những cái người diễn viên khác nhau. Thực ra bản sắc của tôi, chính xác của tôi là bản sắc của tôi là tôi sẽ cố gắng bắt kịp hoặc là hòa nhập với những cái người tại nơi người ta sinh sống. Hai nữa là cái cách làm việc của tôi là tôi nói thật. Vậy theo anh, cơ hội nào cho nghệ thuật múa đương đại của Việt Nam trong thời đại 4.0? Và hiện nay thì công nghệ 4.0 đã hỗ trợ như thế nào cho nghệ thuật múa đương đại trên thế giới ạ? Mọi thứ đã bổ trợ cho nhau từ rất lâu rồi. Nước khác người ta cũng đã sử dụng. Luôn luôn là công nghệ đi đôi với biểu diễn rồi. Tất nhiên là nó đi theo, nó là cái sự tiến bộ theo thời gian về công nghệ. Nước ngoài người ta đã sử dụng người máy để biểu diễn múa đương đại rồi. Và người máy là diễn viên chính và người thật là diễn viên phụ. Người máy, cho nên là cái đấy là tùy cái tư duy hoặc là cái cách tiếp cận của mỗi biên đạo. Còn nó cũng đã có sẵn hết rồi. Nhưng mà có hai cái như thế này. Về công nghệ chúng ta có thể đuổi bắt được, nhưng về cơ thể và tư duy nghệ thuật chúng ta không thể nào đi tắt đón đầu được. Vì nó sự rèn luyện, nó về cảm xúc. Với tác phẩm thứ hai được biểu diễn ở trong nước thì có lẽ là khán giả đã biết đến biên đạo múa Ngọc Quân nhiều hơn. Và qua đây thì công chúng cũng hiểu thêm về nghệ thuật múa đương đại. Vậy anh suy nghĩ như thế nào về điều này ạ? Thì đúng là trước đây thì tôi cũng không nghĩ là mọi việc nó sẽ đi theo cái chiều hướng này, tốt dần lên như thế này cho đến ngày hôm nay. Mỗi lần về có thêm một vở diễn, có thêm người xem, có thêm người tham gia tập workshop hoặc là bất cứ cái gì liên quan đến một cái điều mà nó phát triển hơn, tích cực hơn. Còn cái việc mà nói là tôi mọi người biết nhiều đến tôi, thực ra đấy là điều tôi mừng, không phải cho tôi mà cho mọi người công tác trong cái ngành nghệ thuật múa ở Việt Nam. Anh mong muốn và sẽ đem tới điều gì cho nghệ thuật múa đương đại Việt Nam trong tương lai? Người châu Á nói chung rất có điều kiện về cơ thể, về sự chính xác là một, nhưng chúng ta chưa có phần chuẩn bị tư duy một cách bài bản, có nghĩa là có từ lớp, từ giáo dục cho đến biểu diễn và tập luyện và biểu diễn. Nghĩ rằng Việt Nam còn luôn luôn nói là không biết xem múa đương đại vì không hiểu cái gì. Nhưng thực ra là người ta có thể cảm được tất cả mọi thứ, nhưng người ta cứ nghĩ là người ta không biết là người ta phải có những cái công cụ. Và cái công cụ đó là những người, thường thường những nghệ sĩ hoặc người diễn viên là người tạo ra, có nghĩa là phải có sự giao lưu sâu hơn, giải thích những cái mà hoàn toàn mình có thể giải thích được. Để mỗi người xem, người ta sẽ có thể tự tạo được kịch bản cá nhân một cách cá nhân nhất. Đó là cái công cụ quan trọng nhất để phát triển hơn nữa cái nghệ thuật đương đại. Một lần nữa xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này ạ. Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ của biên đạo múa Bùi Ngọc Quân với phóng viên VTV4 của chúng tôi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và nếu như quý vị muốn xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc trên kênh YouTube VTV4Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.